Trời lên, em đến bên anh, thật say đắm không hề quên. Tách cà phê, vài tin nhắn mà anh vẫn còn đợi. Anh biết mình vẫn yêu nhau và Sài Gòn thì nó không tròn thế. Bởi vì lạc nhau là mất, không có gì chắc chắn đâu em. Sao tình yêu lạ thật, đôi lúc lại đắng như nâu đen. Anh còn muốn chờ em đi dọc quanh một vòng thâu đêm. Và ánh mắt em khiến tình yêu của anh chìm đắm sâu thêm. Em đặt cho anh cả ngàn câu hỏi nhưng trả lời một ít thôi. Em muốn anh tặng như quà nhưng chỉ nhận một vết môi. Post lên Instagram rằng hôm nay mình yêu rồi. Em à, cứ mãi thế thì tìm mình chết thôi. Có lẽ là vì đã muốn thương, ngồi và mình uống thêm. Còn về tách trà tình, em ngồi mà nhìn mưa xuống. Vài con mèo sau vách nhà mình, nhốt nụ cười của em sâu vào trong ánh mắt. Anh tỉnh vào lúc nửa đêm, thế là giấc mơ đã bị đánh cắp. Em đau muốn mình phải xa anh, chẳng mong trời tôi xuống như vậy. Một phút là 60 giây, muốn được cùng em đi hết cả ngày. Loay hoay vội vàng lục lại, tâm trí em đã đi đâu. Ngẫm nghĩ một hồi mới biết, rằng chỉ toàn là em trong đầu. Hoàng Nhi đang thu xong demo ở lại với anh và mong mọi người sẽ đón chờ MV ở lại với anh.